Chào mừng các bạn đến với kênh Thủy điện Việt Nam Official. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn với các bạn đi tìm hiểu về sơ đồ nguyên lý của hệ thống AC DC đối với nhà máy thủy điện. Đối với hai hệ thống AC và DC có nhiệm vụ rất là quan trọng trong nhà máy thủy điện. Hệ thống AC thì cung cấp cho các phụ tải, các hệ thống thiết bị điện quan trọng ở trong nhà máy. Thứ hai đó là hệ thống DC còn cung cấp tất cả các tủ bảng ở trong nhà máy thủy điện. Hệ thống tự dùng có nhiệm vụ rất là vô quan trọng trong các nhà máy thủy điện. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu như sau. Đầu tiên đó là sơ đồ về AC. Mạch AC này thì gồm có, các bạn có thể nhìn thấy trên sơ đồ, mạch tự dùng AC của nhà máy. Ở đây tự dùng AC của nhà máy có hai nguồn cung cấp, đó là từ sử dụng cái nguồn lưới 35 từ địa phương qua máy biến áp sẽ chuyển về cái cấp điện áp tự dùng của nhà máy là cấp 380V, 0,4 kV đấy. Còn cấp DC, cấp diesel, cấp hai nguồn. Nguồn thứ hai là nguồn diesel. Các bạn chú ý đây là nguồn diesel của máy máy diesel nhé, 45 kVA 0,4. Ở đây là hai cáp của cáp dẫn của hệ thống tự dùng và qua hệ thống bộ chuyển đổi. Ở đây là có các đồng hồ đo công suất này, đồng hồ đo của hai cái nguồn vào này, đồng hồ đo cùng công suất phản kháng này, công suất tác dụng của nhà máy. Và ở đây có hai cái bộ ATS là bộ chuyển đổi nguồn tự động của hai nguồn này. Khi một trong hai nguồn này có thì nó sẽ chuyển tự động qua các nguồn nguồn chính. Tự dùng 0,4 kV thì các bạn chú ý ở đây nguồn tự dùng 0,4 kV cung cấp cho các phụ tải đây. Các bạn có thể thấy là tủ kích từ này, các tủ kích từ tổ máy H1, H2, tủ điều tốc, bơm dầu điều tốc, tủ bảo vệ, vân vân và các tủ bảng khác ở trong các nhà máy thủy điện. Và hệ thống tự dùng này cung cấp trên cả cửa dẫn nước này, cả trạm phân phối. Ở đây các bạn có thể thấy được sơ đồ thứ hai, đó là về sơ đồ đấu nối. Trước tiên là các bạn muốn đọc được cái sơ đồ này thì các bạn đọc cái từng thiết bị ở trong sơ đồ này trước nhé. Ở đây có công tắc 3 vị trí, 2 vị trí này và các cấu trí máy biến dòng điện, đồng hồ đa năng, MCCB, máy đồng hồ em máy cắt và automat, bộ chuyển đổi. Đây các bạn có thể thấy đây sơ đồ đầu lối của cái đồng hồ đa năng, đồng hồ MFM485, MFM384-C. Đồng hồ này tôi đã giới thiệu cho quý vị các bạn ở những cái bài học trước rồi, các bạn nào cũng theo dõi nhé. Đấy, thì đồng hồ này được đối với các biến dòng TI và mục đích của nó để đo cái lượng điện năng ở sử dụng của phụ tải và phụ tải nhà máy tự dùng này, thì các bạn có thể chốt được cái điện mà sử dụng dùng ở trong nhà máy là bao nhiêu số. Đấy, các bạn tương tự với cái điện tự dùng ở cái máy diesel này cũng như vậy. Đây, QS là cái automat nhé. Từ hệ thống tự dùng này thì các bạn có thể là biết được là các phụ tải của nhà máy đi đến đâu, và trường hợp mà chúng ta đã bị sự cố thì chúng ta sẽ sử dụng cái sơ đồ này thì chúng ta có thể tra được cái điện tự dùng, là trường hợp tự dùng mất ở cái tủ nào thì chúng ta sẽ thể tra được cái tự dùng ở tủ đó. Đấy, phía mặt trước và mặt sau tủ ở đây là các phía hàng kẹp, đi các hàng kẹp X Q9, thanh cái chính. Đấy, tiếp theo đó là sơ đồ về DC, hệ thống phân phối DC. Ở đây các bạn có thể chú ý đó là hệ thống phân phối tự dùng DC này nó sử dụng cái bình ắc quy. Ở đây là các bạn có thể chú ý đây sơ đồ bình ắc quy là 12V 200A và bố trí 18 bình. Thì các bạn đánh 18 nhân 12, 12V ạ, 18 nhân 12 thì nó rơi khoảng hơn 220 V DC nhé. AC là ắc quy loại khô kín, kích thước là 522mm, số lượng bình ắc quy đặt để 6 tấm, mỗi ngăn chứa 3. Đối với cái sơ đồ phân phối hệ thống DC này thì các bạn chú ý, các bạn có thể đọc được ở phía bảng liệt kê của tủ nạp này. Đấy, đèn chiếu là gì, tất cả các công tắc là rơ le phụ này, FU là ký hiệu của cầu trì nhé, FU6 đến FU9, S1 là thiết bị giám sát, S2 đến S4 là bộ nạp, NA chống xét, SP thiết bị lấy mẫu. Đấy, có các mã thì các bạn chú ý. Và tủ phân phối này thì đầu tiên là các bạn đọc được cái tủ phân phối này, các bạn chú ý nhé, ở đây có bộ giám sát PSM-E01. Ở đây bộ này thì có nhiệm vụ đó là thu thập các cái tín hiệu của đồng hồ, của tất cả các tín hiệu của hệ thống DC, và chúng có thể hiển thị trên cái bảng đồng hồ, bảng hiển thị module này. Module giám sát này thì có cái mặt hiển thị phía bên ngoài chúng ta có thể xem được. Ở đây họ hiển thị các điện áp rồi thì tín hiệu dòng, chênh áp đấy, của thanh cái. Ở đây là các bạn có thể chú ý đây là hệ thống là phân phối của cung cấp nguồn cho cái bộ nạp nhé. Ở đây các bạn chú ý đây, ở đây có hai nguồn là AC 380V và AC 380V, tức là ở đây sẽ có hai nguồn. Thì các bạn chú ý là ở đây là khi mất nguồn nào ấy thì nó sẽ tự động nhảy sang cái KM1 này, KM2 này, là hệ thống là đảo chiều nhau nhé. Khi mất một nguồn thì nó sẽ tự động nhảy sang cái nguồn khác thôi.
chúng ta ở đây chúng ta sẽ nhấn công tắc lên thì sẽ sử dụng cái nguồn này, nguồn dự phụ cung cấp từ hai nguồn khác nhau. Ở đây là hệ thống thiết bị lấy mẫu SP đấy, bạn có thể đọc được thiết bị lấy mẫu ở đây nó là SP đấy, thiết bị lấy mẫu AC đấy. Đây là thiết bị lấy mẫu thì các bạn có thể thiết bị này thì chúng ta sẽ lấy mẫu được cái thiết bị đo đo lường ở cái tín hiệu là lấy mẫu ở tín hiệu dòng hoặc tín hiệu áp ở cái bộ giám sát hoặc là cái bộ. Ở đây các bạn có thể giám sát được cái hệ thống điện áp và dòng áp và sử dụng của dòng phụ tải rồi thì dung lượng của ắc quy là bao nhiêu, thì cái bộ này sẽ thu thập được các tín hiệu đó và chuyển lên cái bộ giám sát PSME-01 này và nó sẽ hiển thị lên bộ này. Ở đây là mạch thứ thứ hai đó, à, mạch thứ ba đó là về cái sơ đồ đường nối của bộ nạp ắc quy. Ở đây bộ nạp ắc quy gồm có 3 bộ, đây các bạn có thể lấy 3 bộ cấp được cấp từ nguồn khác nhau và cái thiết bị lấy mẫu đấy ạ. Cái thiết bị lấy mẫu là phía trên đi. Đây thiết bị lấy mẫu đây. Ở đây thiết bị lấy mẫu PDAC-ASEM được nối với cả các thanh cái. Ở đây các bạn có thể chú ý nhé. Đây tôi sẽ phân tích cho các bạn về bộ này. Bộ giám sát. Ở đây các bạn có thể chú ý là bộ giám sát nguồn đấy. PSM là bộ giám sát. Mua ở cái module giám sát PSME-01 thiết bị cân bằng áp được nối với cả hệ thống của dàn thanh cái này có nhiệm vụ là bảo vệ cái hệ thống điện ắc quy này khi có một dòng cao. Bộ này sẽ là cân bằng các dòng của cái điện áp của ắc quy. Thứ hai là đây là phía ắc quy. Ắc quy này có 418 bình đấy. Điện áp 220V. Đây là cái cầu trì. Còn đây là phía này bộ nạp sẽ nối được với thanh cái. Thì các bạn chú ý đây là A123, đây là cái pha ABC đấy. Tương tự với ABC của bộ nạp 2 và bộ nạp 3. Bộ nạp 2 và bộ 3, các bộ này thì chuyển đổi từ nguồn sai chiều sang một chiều 220V. Đấy, 220V nó sẽ nạp cho hệ thống ắc quy này. Nó sẽ tự động khi chúng ta xả ắc quy và nó sẽ tự động là tính toán và dòng xả vòng dòng dòng nạp của ắc quy này. Giả sử chúng ta có thể sử dụng dòng 21A, chúng ta sẽ xả dòng 21A này thì bộ ắc quy này sẽ ba bộ này sẽ chia nhau, mỗi bộ sẽ là 0,7 đúng không ạ? Thì ba bộ nạp này sẽ hoạt động là song song với nhau. Và ở đây là các bạn chú ý đây các phụ tải của các phụ tải của hệ thống DC. H1, H2. Đây thiết bị tiếp theo đây là thiết bị lấy mẫu ấy. Hay là thiết bị chống sét này. Đấy, thiết bị đây chống sét. Cái module giám sát này là phía trên này đấy các bạn thì đây, module giám sát PSM, đây là cái màn hình nhỉ. Màn hình nhỉ. Đầu vào AC, inverter đây là cái bộ inverter của nhà máy. Bộ inverter có nhiệm vụ là gì ạ? Của nhà trong nhà máy thì có nhiệm vụ đó là cung cấp cho các phụ tải của hệ thống AC của nhà máy. Đầu bộ này thì bình thường nó sẽ sử dụng cái nguồn của hệ thống DC, hệ thống AC. Khi mất nguồn AC này thì nó sẽ chuyển sang nguồn nó sẽ nguồn sử dụng nguồn DC và nguồn DC này sẽ chuyển đổi từ sang AC cung cấp cho các thiết bị dùng AC như máy tính. Đấy, đây bộ này, bộ đây bộ inverter. Đấy, nó sẽ cung cấp cho nguồn chiếu sáng dự cố này, máy tính trung tâm và dự phòng. Đấy thì nó sẽ cung cấp cho ba nguồn chính là như vậy. Tiếp theo đó là nguồn đóng cắp, nguồn điều khiển. Ở đây các thiết bị đây thanh cái đấy, nó sẽ điều khiển cái thanh cái này sẽ nối với các nguồn khác nhau, các phụ tải khác nhau thì các bạn chú ý nó sẽ cung cấp cho tất cả các nguồn ở đây thì các bạn có thể tra được. Tương tự với cả hàng kẹp. Và tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về sơ đồ thực tế so với sơ đồ hiện tại thực tế so với bản vẽ là như thế nào mà các bạn theo dõi. Đầu tiên các bạn có thể thấy cái sơ đồ này đúng không ạ? Phân phối ACDC. Ở đây các bạn chú ý, ở đây có hai nguồn, nó là nguồn QS1, QS1 và 1QS2. Và tiếp theo đó là về các automat, các QF, tức là các automat đóng mở các phụ tải. QF1, QF2, QF1 đến 1QF7, vân vân. Đây các bạn có thể theo dõi được đây tức là Q QF chiếu sáng, máy cắt rất là nhiều đúng không ạ? Tín hiệu. Đây 613, 614 đây là bộ ATS. Bộ ATS là bộ chuyển đổi. Đây bộ ATS, bộ chuyển đổi nguồn tự động. Đây, tất cả các hệ thống khí nén, bơm tháo cạn, nạp ắc quy, chạm phân phối vân vân. Đấy, ống cắm, đây là bộ chống sét, lan truyền. Ở đây là các cầu chì. Đây các cầu chì. Đây vì các cầu chì đấy. 3UF1, 3FU1 vân vân. Đây các cầu chì. Đây là máy biến dòng điện để lấy cái tín hiệu để cung cấp cho cái đồng hồ đa năng của nhà máy. 1QF, 2QF đấy. Một nguồn thì cấp từ diesel và một nguồn cấp từ nguồn tự dùng.
nguồn diesel và nguồn tự dùng. Đấy. Đấy, tiếp theo là các bạn đấy, các hàng kẹp đối với nó thôi. Tiếp theo đối với hệ thống phân phối tủ DC, SP là gì ạ? SP là bộ lấy mẫu đấy ạ. Đấy, các bạn có thể thấy được cái bộ lấy mẫu. Đây, bộ này là bộ lấy mẫu. Về nguyên lý của từng bộ này thì tôi sẽ hướng dẫn với quý vị và các bạn một chương riêng từng phần đối với hệ thống. Thì các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo đó là thiết bị tiếp theo. Đây là bộ chống sét NA đúng không? Bộ chống sét NA. À, bộ chống sét đấy. Đấy, bộ chống sét NA. Đây phía dưới đây, bộ chống sét NA. Đây là bộ inverter. À, tiếp theo đây là bộ bộ đây ạ. Nguồn đây nguồn 12V. Đây là bộ RD. Ở đây tất cả bao gồm tất cả các bộ này là bộ thiết bị cân bằng áp. Ở đây các bạn có thể hiểu là thiết bị cân bằng áp đó là sử dụng thiết bị này để cái cân bằng điện áp trên phụ tải của nguồn ắc quy so với cái nguồn chúng ta cấp từ bộ nạp vào. Bộ này có nhiệm vụ rất là quan trọng trong cái nhà máy ấy. Thủy điện, đặc biệt là cái hệ thống phân phối tủ DC, bộ này có nhiệm vụ là khi chúng ta có quá tải trên trên thiết bị hệ thống DC này thì bộ này có nhiệm vụ nó là cân bằng cái điện áp ở cái điện áp cung cấp cho tất cả các phụ tải DC của nhà máy. Cái bộ này rất là quan trọng, tự động để điều chỉnh điện áp mà chúng ta đạt được là cấp điện áp 220V DC. Đây là bộ inverter. Bộ inverter này là bộ chuyển đổi nguồn, bình thường nó sẽ chạy nguồn từ chuyển đổi nguồn từ hệ thống đấy. Các bạn có thể thấy từ DC 220V sang DC sang AC 220V AC cung cấp cho chiếu sáng sự cố các nguồn phụ tải quan trọng và hệ thống SCADA, hệ thống máy tính của nhà máy. Đây là bộ 2K và 1K và 2, đây là bộ conductor, bộ chuyển đổi nguồn tự động ạ. Đây là các diode. Đây là các bộ bộ nạp, đây là các bộ nạp. Đấy, đây là bộ nạp 123, đây là bộ nạp. Cái bộ inverter này ạ. Sẽ lấy từ nguồn trực tiếp, nó sẽ lấy từ nguồn hệ thống của hệ thống DC chuyển sang AC. Bộ EPSM E-01 là bộ giám sát. Đây bộ PSM E-01 đây, phía bên ngoài của nó là cái màn hình giao tiếp. Đây là hàng kẹp. Đây là cầu chì này, đây là cái điện trở xăng để đo cái dòng áp của hệ thống DC. Còn đây là các hàng kẹp của hàng kẹp và thanh cái đầu nối của hệ thống DC. Đây là các cầu chì này. Diốt. Đây là hệ thống diốt đấy. Đây là hệ thống diốt đấy, 1 2 3 3 con diốt. Đây D1, D2 và D3. Đây các cầu chì, đây cầu chì thạch anh. Đấy, đây là bộ nạp này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.